Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến tiến trình mở rộng khối các thành viên nền kinh tế mới nổi, BRICS, mà nước này chưa phải là một thành viên, truyền thông trong nước đưa tin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói với các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ rằng nước này quan tâm theo dõi BRICS khi trả lời câu hỏi về khả năng Việt Nam gia nhập khối này trong năm 2024. Bà nói Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương toàn cầu, cũng như khu vực để triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập, tự chủ, theo báo Người Lao Động. Hiện chưa có thông tin chính xác nào về việc liệu Việt Nam có nộp đơn xin gia nhập BRICS hay không. Được thành lập hồi năm 2009, BRICS là tập hợp các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, với Trung Quốc và Nga là hai thành viên chủ chốt. Ngoài ra còn có Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Khối này vừa có đợt mở rộng lịch sử khi liền một lúc kết nạp thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. BRICS được cho là nằm dưới sự ảnh hưởng của Bắc Kinh và được xem là đối trọng địa chính trị với khối G7, gồm các nước công nghiệp hóa hàng đầu do Mỹ đứng đầu. Việt Nam từng cử đại diện tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS và hội nghị đối thoại BRICS mở rộng tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi hồi tháng 8 năm ngoái.